được mời chủ tịch Nova Entertainment và Trương Ngọc Ánh sẽ đến lên sân khấu ngày hôm nay để có đôi lời chia sẻ đến với tất cả quý vị khách mời. Thì khi mà chúng tôi trình bày với các đối tác quốc tế thì họ wow, họ
nói thế này thì nhất lâm nam á rồi, và có thể là xếp hàng thứ hạng trên thế giới. Thì cái điều đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi Novavox và tất cả ban lãnh đạo đã thực sự mạnh tay để đầu tư cho lĩnh vực giải trí, mong là đóng góp một phần vào ngành văn hóa nghệ thuật giải trí của nước nhà. Thế thì ngày hôm nay là ngày mà anh cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng rất là áp lực khi mà chúng tôi học ảnh phải cùng với Nova Entertainment gác cộng sự của mình tại Nova Entertainment một mình một ảnh không bao giờ làm. Học ảnh rất cần sự hỗ trợ của tất cả anh em. Trong mấy ngày nay bên cuộc họp báo như vậy, anh em đã phải thức này thức đêm dựng những cái clip để làm mọi thứ để có đón tiếp với khách ngày hôm nay, và đặc biệt là sự hỗ trợ của chị Xuân Trang, anh Thảo Quân của tất cả các anh chị em trong Nova Service. Chị Hương nhẹ nhẹ tay cho chúng em trước mình chúng em có thể là mời tất cả các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Thế thì có anh rất là cảm ơn các anh em lãnh đạo trong Nova Group và Nova Service. Cảm ơn tất cả các cộng sự của mình tại Nova Entertainment, em Diễm Ly, em Tùng và tất cả mọi người, anh em nghệ sĩ, các đối tác, thông tấn báo chí. Thông tấn báo chí mà không có các anh chị thì chúng tôi cũng không thể nào quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Và ngược lại, không có các anh chị thì chúng tôi cũng không thể đưa các cuộc thi thế giới về Việt Nam để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Nên chúng tôi rất cảm ơn các anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã có mặt rất là đầy đủ ngày hôm nay để ủng hộ cho chúng tôi. Và tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể của chúng tôi để góp phần đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật, giải trí của nước nhà. Và một lần nữa là xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn mang đến những sự kiện văn hóa có giá trị lan tỏa cao, đồng thời vinh danh những nhan sắc hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Không chỉ là cái đẹp, mà ở đó là những thông điệp nhân văn của các cuộc thi Hoa hậu mà Nova Entertainment muốn duy trì, phát triển lên tầm cao với mục tiêu vì một thế giới hòa bình, văn minh và hiện đại. Ở lĩnh vực tổ chức các lễ hội, sự kiện và hoạt động biểu diễn, Nova Group dự kiến đưa vào hoạt động trong quý tư năm 2022 là các trung tâm biểu diễn, nhà hát, nhà thi đấu trong nhà arena, bến rộng lớn và chưa từng có trước đây tại Việt Nam. Nova Entertainment sẽ đầu tư thật mạnh vào giá trị nội dung để đảm bảo chúng tôi luôn mang đến những chương trình vừa đẳng cấp quốc tế và vừa có giá trị tinh thần đáng tự hào. Nội dung các bộ phim và các chương trình nghệ thuật, các cái chương trình lễ hội hoặc là các cái chương trình của thế giới đưa về Việt Nam á, thì chúng tôi khi mà làm việc các cái đối tác quốc tế thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái điều kiện. Nhưng mà thực ra các điều kiện đấy chúng tôi đáp ứng đầy đủ. Chúng tôi có những cái quảng trường 15.000 người, sức chứa là phải nói là hơn các cái đối tác kỳ vọng. Và trong thời gian gần nhất thì chúng tôi cũng sẽ công bố những cái nghệ sĩ nào chuẩn bị hợp tác với Nova Entertainment và chúng tôi sẽ đưa về. Thì chắc là rất là mong cái sự ủng hộ của tất cả quý anh chị báo giới để mà cùng đưa ra thông tin để toàn thể các cái khán giả yêu mến nghệ thuật chờ đón để thưởng ngoạn. Xin cảm ơn. Các anh chị xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ. Theo đại diện của Nova Entertainment, tôi đến từ báo điện tử vn.net và tôi muốn có một câu hỏi muốn hỏi bên đại diện của Nova Entertainment là lý do vì sao mình lại chọn cuộc thi Hoa hậu trái đất thế giới đem về Việt Nam mà không phải là cuộc thi khác, và thứ hai là vì sao mình lại chọn tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam để tìm ra cái gương mặt đại diện để thi Hoa hậu trái đất thế giới trong một năm tới. Dạ, tôi xin được đại diện cho Nova Entertainment xin được trả lời câu hỏi của báo giới. Đối với lại lĩnh vực sắc đẹp thì các cuộc thi hoa hậu và hoa hậu, yếu tố nhan sắc luôn là yếu tố rất thu hút đối với tất cả công chúng.
Tuy nhiên sở dĩ chúng tôi chọn cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thì yếu tố về văn hóa, một cái yếu tố mà có thể nói là bề dày của đất nước Việt Nam. Lâu nay chúng ta được nghe rất nhiều là chúng ta có bao nhiêu dân tộc. Tuy nhiên là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc ít được xuất hiện, và chúng tôi mong muốn đóng vai trò sứ giả về văn hóa. Các bạn cũng thấy là vẻ đẹp của dân tộc gần đây rất tôn vinh, và các bạn cũng thấy là vẻ đẹp ấy rất được tỏa sáng nếu như chúng ta tìm kiếm và chăm chút cũng như tôn vinh cho các vẻ đẹp dân tộc của Việt Nam. Và chúng tôi mong là chúng tôi sẽ làm được điều đó. Đó là lý do mà chúng tôi muốn đưa cuộc thi Hoa hậu dân tộc Việt Nam trở lại. Còn đối với lại Miss Earth, chắc tôi xin chuyển lời tới chị Ánh. Chị Ánh có những cái ấp ủ rất nhiều với Miss Earth. Xin mời chị Ánh. Vâng, cảm ơn chị Diệp Ly. Để trả lời câu hỏi là tại sao chúng tôi chọn cái cuộc thi Hoa hậu trái đất thế giới về Việt Nam và không phải là cuộc thi khác. Thực ra thì cuộc thi Hoa hậu trái đất thế giới là cuộc thi chúng tôi sẽ tổ chức gần nhất vào 2023. Còn một số các cái cuộc thi quốc tế nữa mà chúng tôi sẽ phải công bố vào những năm tiếp theo. Tại sao chọn Hoa hậu trái đất đầu tiên? Bởi vì là Hoa hậu trái đất thì nó có rất là nhiều những cái yếu tố về môi trường. Chúng ta đang có rất là nhiều các cái dịch bệnh hạn hán về sức khỏe của con người, thì cái môi trường cần được bảo vệ. Và chúng tôi chọn cái chương trình Hoa hậu trái đất, cái cuộc thi Hoa hậu trái đất đầu tiên là để bảo vệ môi trường. Đó là lý do đầu tiên mà chúng tôi chọn. Cái thứ hai nữa là xin cảm ơn mọi người. Cái thứ hai nữa là các cái cuộc thi thế giới hiện nay, ví dụ như là Miss World thì cũng đã bị lùi rất là nhiều lần. Rồi các cuộc thi đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Thế thì Hoa hậu trái đất cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng tôi có một cái điều là cái đối tác của chúng tôi thì cũng đã tập hợp được rất là nhiều các cái Hoa hậu trái đất từ các nước, và để tập trung để về Việt Nam năm 2023 thì đối tác của chúng tôi cũng đã ready, và chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón hơn 100 hoa hậu ở khắp nơi trên thế giới về Việt Nam để quảng bá du lịch và con người của Việt Nam. Xin cảm ơn. Nova Entertainment, under Nova Service và Nova Group thì Ngọc Anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Mình phải làm thế nào với các cái công ty của mình? Mình phải làm thế nào để mà thực hiện đúng cái sứ mệnh của mình khi đã có một cái commitment rất là lớn đối với Nova Entertainment để dẫn dắt con tàu của mình cùng đi cùng với các cái cộng sự của mình. Thì đây là một cái câu mà có thể giải tỏa tất cả những cái câu hỏi của mọi người, đó là Ngọc Ánh toàn tâm toàn ý đầu quân cho Nova Entertainment. Và các công ty giải trí của Ngọc Ánh cũng là công ty betting của Nova Entertainment. Để mà sản xuất cái bộ phim đó là một bộ phim mà có thể là nói dài hơi và không thể nhanh được, bởi vì Trưng Vương thì không thể nhanh được. Còn bộ phim Hương Ga thì chắc chắn là Nova Entertainment sẽ là đơn vị sản xuất. Đó là giải tỏa cái câu hỏi của bạn nhé. Còn cái thứ hai là cái tiêu chí bây giờ thì mọi người nói là đang phong trào là làm những cái bộ phim gọi là bộ phim series. Thì thưa với các bạn là bộ phim series của chúng tôi thì cũng đã có những cái đơn đặt hàng và những cái lời ngỏ mua của các cái đối tác mà phát hành trên các cái nền tảng VOD. Và trong hệ sinh thái của chúng tôi thì chúng tôi có Nova F&B, chúng tôi có Nova Fashion, rồi City Gym, rồi City Spa, rồi trong cái hệ sinh thái của chúng tôi thì có đầy đủ, và chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái điểm đến, những cái dự án của Novaland thì có rất là nhiều những cái chỗ để chúng tôi quay, và đặc biệt là chúng tôi còn có cả phim trường ở trong nhà nữa, rồi các giám hát, rồi rất là nhiều thứ mà chúng tôi có và những chỗ khác không có thể có được như chúng tôi, vì chúng tôi dám mạnh dạn để đầu tư vào cái lĩnh vực giải trí văn hóa. Nên thành ra đó cũng là một cái thế mạnh của chúng tôi để chúng
có thể đầu tư thêm vào phim và một cách chủ động hơn. Nói đến cái việc là chọn lựa những cái thể loại nào để làm phim hiện nay thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi phải nói đến cái thị hiếu của người xem. Thị hiếu của người xem, của moviegoer, của những người mà thích xem phim hiện nay, thị hiếu của họ ra sao? Vì quý vị cũng biết là thị hiếu của mọi người thay đổi nhanh lắm. Và thực sự là như vậy. Đến bây giờ anh Phan Gia Nhật Linh ngồi dưới hỏi anh là thị hiếu của khán giả như thế nào, anh cũng phải suy nghĩ để trả lời. Thế thì chúng tôi chỉ có đưa ra được là những cái bộ phim series của chúng tôi thì chúng tôi sẽ nhắm vào những cái đối tượng thích coi phim series. Nhắm vào cái đối tượng đối tác của chúng tôi là những đơn vị muốn mua như Netflix, Amazon hay là IG chẳng hạn như vậy, hoặc là những cái đối tác trong nước. Đó, thì đây là một cái bài toán kinh doanh và cũng là một cái câu hỏi rất là lớn và cũng là một cái trăn trở của cái đội ngũ sáng tạo của chúng tôi để tạo ra được những cái bộ phim series có giá trị trong cả mảnh đất. Xin cảm ơn. Xin chào, cảm ơn. Xin được mời câu hỏi tiếp theo.